Chúng ta sẽ trình bày một cái trang đơn, mà trang đơn tôi gọi là trang bìa. Trang bìa đầu tiên ta sẽ làm theo phong cách của cổ điển. Ví dụ giờ tôi sẽ chọn cái hình hình cổ điển ha. Ví dụ tôi chọn cái tấm hình này. Và cái album mà chúng ta cần làm, giả sử như ta làm khổ 20-30. Nhưng mà để đơn giản tôi ví dụ cho các bạn là cái khổ cỡ 10-15 đi. Đặng cho cái nó xử lý đơn giản hơn, nó nhẹ máy hơn. Thì cho nó nhanh hơn ta sẽ chọn 10-15. Nhưng mà thực chất nó có thể là khổ 20-30. Bây giờ việc đầu tiên của mình đó là mình sẽ tạo ra một file mới. File mới. Chúng ta sẽ đặt ở đây là cái khổ của mình là ví dụ đây 10 15 chấm mấy? Chấm 2. 15 nghĩa là 10.2, đây là 10 15.2 300 đúng không? Để đơn giản là để trong RNC cho nó không có nền gì cả. Cho nó hát thôi, bỏ đi những cái thông số này. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ design cái nền trước. Design cái nền cho cái album này. Bây giờ ví dụ tôi sẽ làm cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ chọn màu radiant thôi. Đây bây giờ chúng ta ví dụ tôi chọn cái màu radiant. Tôi chọn màu này. Ví dụ tôi chọn cái hệ màu này nha. Rồi tôi dùng cái này tôi đổ. Coi như đây là cách mà làm đơn giản mà dễ dễ làm nhất là chúng ta sẽ dùng Radiant. Rồi sau đó ví dụ như chúng ta sẽ cắt cái hình này, chúng ta đem qua bên đây đúng không ạ? Và trước khi cắt hình chúng ta nên đưa cái hình này về khổ là cho nó tương đối, nó tương đồng một xíu, ví dụ như 10 15. Rồi chúng ta sẽ cắt như thế này. Tại ta đó, tại cái ảnh, những cái ảnh mà chụp từ cái số nó rất là to mà đem qua mắt công tao ngồi tao bóp lại nó mất thời gian, ta cắt trước cái đã để cho nó tương đồng với cái nền ta cần xử lý, ta sẽ mang qua sau. Rồi sau đó ta dùng này ta gấp thẳng qua, nhưng mà trước khi gấp thì chúng ta có thể chỉnh màu trước hoặc chỉnh màu sau cũng được, ta gấp thảo qua đây trước cái đã. Rồi ta tắt cái hình này đi. No. Ta sẽ phóng to hình này lên. Ta sẽ xử lý cái hình này. Rồi trong bài này ta thấy rõ ràng là ta đặt con dấu chú rể như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái nền dưới đúng không ạ? Ta lấy nền dưới này đây. Nền dưới này. Thì ta phải đục bỏ cái nền xung quanh của nhân vật. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái thông minh hơn, nhấn F7. Chúng ta sẽ đục một pháp mới là bằng mặt nạ. Mặt nạ ta chọn lớp trên và ta chọn mặt nạ ở đây. Và ta chọn lớp mặt nạ này. Sau đó ta chọn màu đen. Thì cái màu đen mà quẹt trên mặt nạ ở đây bao nhiêu thì nó làm sao? Nó sẽ xóa nền đi bấy nhiêu. Đây chúng ta sẽ dùng cái này. Dùng cái này chúng ta sẽ quẹt nè. Đây nó mất mất cái dưới này thấy không? Hoặc là chúng ta chọn đây. Ta dùng cái này ta chọn. Chúng ta sẽ chọn cái mở vùng vùng tròn rộng ra. Không, ví dụ sau đó chúng ta sẽ chọn tiếp ở những cái vùng trong đây, vừa đây. Vùng này. Không, chúng ta sẽ tô đen nó bằng cách là chúng ta Alt+Net Delete. Đó, thì rõ ràng nó sẽ bỏ cho chúng ta cái nền, nhưng thật ra là nó không phải bỏ nền đâu, do cái mặt nạ nó che bớt đi đó, nó che bớt cái nền đi. Bây giờ chúng ta sẽ phóng phóng kéo to cái hình này ra ra như cần chân T ra cho nó khít đi luôn. Cho nó khít sát luôn. Mục đích mình là mình muốn giữ lại cái phần dưới này nè, giữ phần dưới của gạch nè, thấy không?
Và cái mặt nạ này nó hay cái là nó không xóa cái ảnh mà nó chỉ che cái ảnh. Bởi vì sau khi che ảnh bây giờ ta thấy nó sót chỗ này nè. Nó sót chỗ này chúng ta phải dùng cái gì? Dùng màu đen nè. Chúng ta sẽ xóa trên đây. Nó mất cái này. Đó. Và tương tự như vậy ta thấy chỗ này nè, nó bị ăn vô khuyết cái áo nè. Thì chúng ta chọn phía đây, chúng ta đảo màu trắng lên trên. Đảo màu trắng lên nha, chúng ta cho nhỏ mặt nạ lại. Rồi chúng ta quẹt trên đây nè. Nó sẽ lấy lại chúng ta nè. Cái mặt nạ nó hay cái nó cho phép lấy lại những ảnh mà ta xóa nhầm. Giờ ví dụ trong trường hợp mà ta thấy chỗ này nè, nó xóa nhầm ở đây, chúng ta thể cho cái cọ này chúng ta lấy gì? Chúng ta cho này khoảng cỡ 40% thôi. Chúng ta lấy lại đây mà lấy một cách nghệ thuật thôi, lấy mờ mờ dần lên. Ta quẹt qua cái nè. Rồi lấy mà lấy mờ vô, rồi hiện tượng lấy chồng mờ đó. Và nó cho cái gì? Cho cái phím X như là được đỏ màu đen lên cho nó xóa bớt cái này đi. Rồi nó cho X lại để lấy phần này lại. Mặt nạ cái này vừa xóa mà vừa lấy lại được. Rồi tiếp tục nè, ta nhấn ta copy cái lớp này thành một lớp nữa. Để làm chi? Để ta thực hiện cái gì? Không phải đôi bóng, người ta dùng cái gì? Dùng tóc mai đúng không? Tóc mai. Ta chọn ở trên đây. Ta chọn lớp này nè. Chúng ta sẽ cho tóc mai nữa. À, xin lỗi nha. Ta đổi cái phím X lên cho nó mất đi. Ta chọn phía đây. Anh em lộn chọn lộn là mệt. Ta chọn ở phía đây nha, ta tô. Ta xóa đi cho nó mất trắng này, nó làm tóc mai cho chúng ta đây. Tóc mai, nhưng mà tóc mai này có kết hợp với mặt nạ gì? Mặt nạ của lớp. Thay vì chúng ta cắt, ta bỏ cái nền, chúng ta không bỏ nền, mà chúng ta chỉ dùng mặt nạ để che, bởi vì cái nền này chúng ta cần, ta sẽ lấy lại được. Rồi bước tiếp theo là chúng ta làm gì nữa? Chúng ta sẽ chủ động, chúng ta sẽ ghép một cái nền vô. Dù như phía sau lưng này chúng ta muốn ghép nền nữa đó, thì giờ chúng ta mở cái hình nào đó lên. Chẳng hạn chúng ta dùng ở bên lên là chọn số cái hình. Ví dụ như đây nha, chúng ta sẽ chọn số cái hình mà chúng ta thấy là hợp lý. Ví dụ trong bài này chúng ta có thể chọn vô một cái mẫu, ví dụ như mẫu này. Hoặc là mẫu khung này đây. Như thấy một số cái mẫu khung này nè. Mẫu này ta thấy hợp lý, ta sẽ đưa vô tránh cái hiện tượng quá gai góc. Như hãy là chọn đây được nè, hoặc là để chọn số kiểu này nè. Đúng không? Nhấn open lên. Đây giờ ta kéo cái này ta thả vào bên trong của cái hình này. Đó, chúng ta sẽ tắt nó đi. Chúng ta sẽ đưa cái lớp này nằm bên dưới này. Chúng ta sẽ đặt lên trên đây. Đồng thời sao chúng ta sẽ ép màu cho cái hình này nè, cho nó multiply xuống. Cho lẫn dưới đây hoặc là chúng ta cho nó gì? Overlay. Đó là một cái dạng mà chúng ta sao? Ta xử lý là nền của nền nè. Cái này là quý không? Những kiểu nền nè. Bây giờ tiếp theo, giả sử chúng ta muốn xử lý tiếp nữa, chúng ta lại ghép tiếp một số cái khung nữa. Chẳng hạn như ta chọn một cái hình nào đó, hình cho nó ấn tượng thêm xíu. Chẳng hạn tôi chọn cái hình về cái này chẳng hạn, hoặc là cái này. Ví dụ như cái này đi nha. Rồi tôi chọn này, tôi thả vô đây. Rồi tôi tắt này đi nè.
Rõ ràng ta bên dưới là có tiếp một cái lớp này nữa đúng không ạ? Đây. Chúng ta có thể để phía này nè, hoặc là chúng ta để như vậy. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta đã học qua phần gì rồi? Phần gì rồi nè? Nó học qua phần gì rồi? Nó học qua phần là select đúng không? Color range đúng không? Nghĩa là chỉnh màu kiểu color range đúng không? Là chọn màu xanh nè. Ta xóa đi tất cả những màu xanh mà ta cần. Đó, ta xóa đi màu xanh trên cái lớp ảnh này. Có phải loại này ra không? Đúng không ạ? Đó, bây giờ mình sẽ xóa đi những cái không cần thiết ở đây. Những cái lớp hình đó. Và đồng thời ta thấy muốn cho nó chồng mờ lên trên đây nè, nó hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta vừa ta chọn feeder ở đây, dòng feeder đi chút xíu nha, hoặc là chúng ta cho nó lẫn vô trong luôn, từ đây nó cho lẫn vô trong bằng cách là multi-line, cho nó lẫn vô trong, hoặc là chúng ta cho nó gì, color dropper nè, nó lẫn vô luôn nè, hoặc là chúng ta cho là supply chẳng hạn, thì có nghĩa là các anh em thấy nè, những hiệu ứng nó chồng chồng như đây nè, nó sẽ không tạo ra cái gì mà quá đáng hết trơn á, mà nó cho là như thế này, hoặc là hạt like, hoặc là pin like, nghĩa là ta chọn một số cái hiệu ứng mà ta thấy là nó hợp lý là được. Nhiều tôi thấy là overlay là hay nhất đúng không? Đó, lẫn như vậy đó. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ xử lý tiếp, ví dụ như trong trường hợp này ta làm xong được cái nền này, ví dụ lấy cái nền này đi, sau đó ví dụ chúng ta lấy chữ hỷ bỏ vô tiếp ha, thì ta lại ghép tiếp nền của nền. Chúng ta dù ta chọn chữ hỷ này. Đây ví dụ trong trường hợp này anh em muốn chọn cái nguyên cái hình cái con này nè, con công này nè ha, đó mình đã chọn nguyên cái đám này, chúng ta sẽ bóc nó thả vô bên kia, thả vô bên đây. Rồi ta tắt này đi. Nhiều đây là cái lớp nằm dưới nè, mình có thể lấy trái tim mình đặt ở đây cũng được nè, không hoặc là để đặt đây nè cho nó đa dạng, hoặc để đây cũng tương đối được nè, không để góc này nè. Thì chúng ta sẽ ví dụ như sao, tiếp tục là chúng ta loại bỏ đi cái màu hồng này, ta chấm màu hồng này nè, rồi chúng ta sẽ xóa nó đi đúng không, nhân đề tiếp theo là chúng ta cho nó lẫn vô chẳng hạn như đây multi-line lẫn vô vậy, mình thấy nó ý nghĩa không nào, ấn tượng không, hoặc là giờ chúng ta cho cái này giảm xuống xíu nữa nó mờ vô trong nè, nó muốn không mờ vô thì chọn cái hiệu ứng khác nha, như đây hoặc là đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh chữ ở đây, nhưng mà trước đánh chữ mình sẽ chỉnh qua cái hình của dâu sau khi được cái nền xong rồi chúng ta mới chỉnh màu. Mình đã học phương pháp cũ rồi nha, mình đã làm gì, mình chọn trên đây nè, chúng ta chọn cover ở đây.